Một ngựa Sơn Hà 1.000 lít đứng. Con ngựa này còn đẹp, còn mới lắm mọi người. Mùa này thì chưa được khoan lỗ. Tại trước họ mua họ để chứa đồ nên họ không có khoan lỗ. Bên em mới khoét lỗ rồi. Hai lỗ phía trên và hai lỗ phía dưới. Ai mình cần sử dụng cái bồn nhựa 1.000 lít đứng Sơn Hà thì vui lòng liên hệ bên em ha. Bên em vẫn còn xem là được 1, 2, 2 cái nữa. Còn tất cả khoảng 4 cái. Bán cái này là cái thứ hai rồi, cần 2 cái nữa. Này nó có đường kính là 1m, cao 1m55. Sử dụng cho gia đình từ 3 người, 4 người được mọi người ạ. Đây là quán cơm, họ dùng để cũng chứa nước đây. Họ chứa nước để nhỡ có khi mất điện hay gì gì, họ còn có nước xài. Nên họ lựa chọn cái bồn Sơn Hà 1.000 lít này. Bồn rất đẹp, chưa hề chảy lủng, nhựa dẻo dai lắm mọi người. Ai mình đã sử dụng qua bồn Sơn Hà rồi thì mình thấy nhựa Sơn Hà thật là rất chi là ok. Trừ khi là mình mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng thì nó không ok thôi mọi người ha. Rồi em chào mọi người nha. Thì hãy nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về bồn nước hơn. Những cái bồn nước mới về em sẽ đưa lên đây để mình tiện mình lựa chọn. Lựa chọn bồn nước, lựa chọn những cái kích thước phù hợp với mình ha. Rồi em chào mọi người, tạm biệt mọi người.